Từ hôm nay ngày 29 tháng 12 năm 2021 đến ngày 18 tháng 1 năm 2022, hãng hàng không Vietjet tăng tần suất đường bay chặng Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh lên 49 chuyến khứ hồi một tuần, tương tự với các đường bay kết nối Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội đến Đà Nẵng cũng tăng lên 42 chuyến khứ hồi một tuần. Tiếp đó, từ ngày 19 tháng 1 năm 2022, các đường bay tiếp tục được tăng mạnh tần suất phục vụ nhu cầu di chuyển của hành khách lên 112 chuyến khứ hồi mỗi tuần với đường bay kết nối Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh và 56 chuyến khứ hồi mỗi tuần với đường bay kết nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng. Bên cạnh đó, Vietjet tiếp tục khai thác ổn định toàn mạng bay phủ khắp Việt Nam, kết nối Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh với các điểm đến Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh Nghệ An, Nha Trang, Khánh Hòa, Phú Quốc, Quy Nhơn, Bình Định, lên đến hơn 60 chuyến khứ hồi mỗi tuần và từ ngày 19 tháng 1 năm 2022 sẽ tăng gấp đôi tần suất khai thác để phục vụ khách hàng dịp Tết. Thời gian này, Vietjet đã đưa ra chương trình khuyến mãi hàng trăm nghìn vé ưu đãi chỉ từ 609.000 đồng nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển trở về sum họp với gia đình, người thân hay trải nghiệm các hành trình du lịch hấp dẫn chào năm mới. Thông tin về lịch bay mới cũng như vé ưu đãi Tết được Vietjet cập nhật mở bán không giới hạn không giờ tại website chính thức vietjetair.com, ứng dụng điện thoại Vietjet Facebook page facebook.com Vietjet Việt Nam ở mục đặt vé. Vietjet vẫn tiếp tục khai thác chương trình hỗ trợ xét nghiệm nhanh Covid-19 miễn phí khi bay từ thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội cho tất cả các hành khách có nhu cầu.